Chào mừng các bạn đến với Người Chuyên Lửa Bóng Đá Phong Trào, nơi lưu giữ chia sẻ kết nối với Thao Vua. Bộ phim nào thì cũng có hồi kết, hành trình nào mà chẳng có gian nan. Nhà vua chính thức băng hà, tân vương mới sẽ gọi tên ai? Giải bóng đá Đồng Niên Phú Mẫn lần thứ 5 năm 2023 đang khiến cho chúng ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hãy cùng đội ngũ Người Chuyên Lửa nhận định hai cặp bán kết để có được cái nhìn khách quan nhất. Bán kết 1, Đồng Niên 1989 kỷ tỵ đối đầu Đồng Niên Quý Dậu 1993. Cả hai đội đều có được thành tích khá ấn tượng tại vòng bảng. 89 đang thể hiện được sự già dơ và kinh nghiệm của mình, đứng đầu bảng A với 7 điểm sau 3 lượt trận vòng bảng. Ngay đầu ra quân đánh bại 85 với tỷ số 4-1, hòa 87 1-1, sau đó hủy diệt 86 9-3. Thêm một đội bóng 8 minh nữa thất bại trước 89 với tỷ số 3-2 tại tứ kết, lần này nạn nhân là 1984. Với lối chơi thực dụng không quá mò mè, tận dụng tốt cơ hội, 89 đang là cái tên hứa hẹn sẽ tạo ra bất ngờ tại bán kết. Rất nhanh, người đã nâng tỷ số lên 2-0 chính là Duy Thuật đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Về phía 93, trong ngày ra quân họ đã có chiến thắng giòn giã 8-4 trước 2K, sau đó hạ đẹp 2K2 với tỷ số 4-1, trận thua 4-7 trước 92 tại vòng bảng. Trận thua 4-7 trước 9-2 tại vòng 3 không quá quan trọng với 93 vì hai trận thắng trước đó là đủ để 93 có mặt tại tứ kết gặp U15. Đối đầu đội bóng trẻ đầy nhanh nhẹn và đã từng hai lần đạt danh hiệu cao quý hồi đầu năm như huy chương vàng U15 Trang Liệt, đương kim á quân tại Tam Đảo Tiên Du. 93 đã có cuộc lội ngược dòng đầy kịch tính với tỷ số 3-2 sau khi để đối phương hai lần dẫn trước. Tuyệt vời! Bàn thắng thứ 5 của Ekip ở giải đấu năm nay. Mọi Ekip đã có 500.000 đồng do người bạn của anh đã trao tặng. Lần đầu tiên 93 về lên dẫn trước. Nhánh đấu đã đưa 93 gặp 89 tại bán kết, dự kiến sơ đồ ra sân của hai đội bóng cho trận đấu tới. Đồng Niên 89, thủ môn Công Minh, bộ đôi trung vệ Văn Thuận, Lê Đặng, tuyến giữa Lê Lương, Như Thuật, tiền đạo Đại Vĩ. Đồng Niên 93 trong khung gỗ Cu Tí, cặp trung vệ Văn Đạt, Thịnh Long, tuyến giữa Ích Túc, Công Hùng, tiền đạo Văn Huy. Lối chơi thực dụng chấp thời cơ của 89 sẽ giành chiến thắng hay ông vua tình huống cố định 93 tiếp tục đi tiếp? Quý vị hãy cùng chúng tôi tìm ra cái tên đi tiếp bằng cách để lại comment ở phía dưới. Trận bán kết 1 sẽ được diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 18 tháng 11 trên sân bóng khu đô thị mới thị trấn Trò. Bán kết 2, Đồng Niên Đinh Mão 1987 đối đầu Đinh Sửu 1997. Sức mạnh của Đồng Niên 1987 đã được thể hiện cũng như các đồng niên khác, họ bất bại tại vòng bảng. Ngày đầu ra quân chiến thắng nhẹ nhàng 2-1 trước 86, hòa 89 với tỷ số 1-1 tại vòng 2. Vòng 3 đánh bại 85 4-1. Vào tới tứ kết, sức mạnh của 87 chưa được kiểm chứng rõ ràng khi đội bóng cao tuổi nhất 1983 không thể nào cản bước 87. Họ thất bại 5-1 với cú hat-trick của Đình Thi. Tuy nhiên, liệu rằng 87 có phá được cái dấp ông vua về nhì ở giải đấu năm nay? Bởi Đồng Niên 87 biết không vô địch năm nay thì sẽ rất khó để vô địch ở những mùa sau khi họ đã ở độ tuổi bên kia của sân dốc sự nghiệp. Hàng quân cũng như tuyến giữa của 87 vẫn đang nổ súng đều đặn. Trong 4 trận đấu đã qua, ghi được 12 bàn và để lộ lưới 4 bàn, con số khá ấn tượng. Cũng đã 36 tuổi rồi. 83 là tròn 40, tỷ số 2-0. Đúng một bạch cao đến đầu. Thế thì là người đã nâng tỷ số lên 2-0 thì người 87. Về phía 97, sức mạnh đã được khẳng định tại tứ kết khi đánh bại nhà vô địch 92 với tỷ số 3-2. Đồng Niên 97 sở hữu đội hình đồng đều với lợi thế chiều cao và lối chơi pressing tầm cao đã khiến cho hàng thủ đối phương luôn gặp khó khăn. Điểm mạnh của 97 chính là lối chơi áp sát nhanh, chống bóng bằng tốt. Ngược lại, điểm yếu của họ chính là không có người giữ nhịp ở trận đấu. Ngày đầu ra quân, chiến thắng sát nút 2-2 với tỷ số 2-1. Vòng 2 vượt qua 2K với tỷ số 5-2, sau đó tiếp tục đè bẹp 93-7-4. Sau 4 lượt trận, 97 đang ghi được tới 17 bàn để lọt lưới 9 bàn. Họ cùng với 89 đang sở hữu hàng công mạnh nhất giải đấu. 87 có được sự già dơ và nhiều kinh nghiệm, nhưng 97 họ có cho mình thể lực, gian cầu thủ đồng đều đang đạt tới độ 9 của sự nghiệp. Đội bóng nào sẽ giành chiến thắng, chúng ta còn phải chờ 60 phút thi đấu trận bán kết 2 khép lại. Sơ đồ ra sân dự kiến của hai đội bóng cho trận đấu tới. Đồng Niên 87, vị trí thủ môn thuộc về Lê Giang, bộ đôi trung vệ Thôi Trấn Sơn, Duy Bắc, tuyến giữa những Đình Thi, Thế Thủy, tiền đạo Hữu Tú. Về phía Đồng Niên 97, thủ môn Hữu Nam, hậu vệ Danh Tuấn, Tài Huy, tuyến giữa những Hữu Vượng, An Chiến, tiền đạo Danh Đại. Quý vị hãy cùng đón xem trận bán kết 2 và cùng dự đoán tỷ số giữa 87 và 97. Ai sẽ đi tiếp, ai sẽ dừng lại?
Trận đấu sẽ được diễn ra vào lúc 20:30 ngày 18 tháng 11 trên sân bóng thị trấn Chờ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần bản tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi trang fanpage và kênh YouTube bình luận viên Nguyễn Anh Hùng. Đừng quên follow để ủng hộ kênh thể thao của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bình luận chuyên sâu các giải đấu bóng đá phong trào, phân tích soi kèo các trận đấu đỉnh cao mỗi tuần, tổng hợp tin tức chuyển động bóng đá khu vực. Chúng tôi là người chuyên lửa bóng đá phong trào, bình luận viên Nguyễn Anh Hùng.